Mình xin chào các bạn, hôm nay đến kênh Ngọc Vũ Vlog các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là mình hồi tối là mình đi bắt ảnh ương quá trời luôn. Cho nên là bữa nay mình sẽ làm cái món là ảnh ương nấu la me. Cho nên là cái clip mà dì ốc mình ngưng lại một video các bạn. Đó. Cái món này tuy kinh dị nhưng mà ăn rất là ngon các bạn. Bữa mình đã ăn thử rồi, ngon cực kỳ luôn. Mà thôi quá trời nè. Đỏ luôn á. Viên luôn á, này ăn là viên á. Này thì nói chung là hồi nãy mình có trộn nước sôi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem mình rửa đó. Nãy cái phần trong cái sôi nó nhạy cảm quá nên mình không quay. Thì mình xem mình rửa nó ha. Rồi ok. Rồi. Thì mình đem mình rửa nó là được các bạn ơi. Đó. Mình trộn nước sôi nó ra nhớt hết rồi, sạch hết rồi, không có gì hết. Rửa lại là ok. Rồi. Còn thấy quá trời rồi không? Đó. Đâu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con. Dưới 3 con nhái nữa bạn ơi. Nãy mà trộn nước sôi nhái đột da luôn rồi. Đấy, dưới 1 con cua. Để bữa nay mình chơi hộp cẩm luôn. Đó, chơi hộp cẩm luôn bạn ơi. Bạn ơi, cái bữa mà mình có làm một clip á, ông anh cũng làm mà không có khều dầu, mình ăn nó cũng không ngon luôn. Bữa nay mình sẽ khều dầu các bạn, khều dầu nó trước rồi mình sẽ nấu sau. Bỏ này qua bên đi. Nói chung là cái món này là phải cho cay, cay nó mới ngon các bạn. Rồi phần ớt này mình băm xong rồi bạn, đó cực kỳ cay luôn á, đây gọi là siêu cay á. Bạn ơi, chảo cái nồi mình vừa nóng rồi nè, mình sẽ cho dầu vô bạn. Cho miếng dầu. Rồi mình sẽ đổ bỏ vào vô. Mình đưa vô mình kèo trước các bạn. Đó. Đưa mình kèo trước. Đây. Kèo về nó có thơm bạn ơi. Rồi xong rồi chúng ta sẽ chế nước vô. Ok, đây là vừa nước các bạn ơi. Đó. Giờ phần lá me mình sẽ quay cho mình đặt lạc lá me các bạn. Cắt này ra để lát mình nêm các bạn. Này là hành để lát mình nêm. Rồi. Rồi mình sẽ đi lọc lá me. Nói chung lá me giờ mình vuốt vậy đó, vuốt thôi chứ giờ lọc sao giờ, lá me giờ vuốt thôi các bạn. Vuốt mà vậy cho nó dễ.
Thôi xong rồi thôi, giờ mình đem đi rửa ha. Nước bên kia cũng sôi rồi kìa, sôi quá trời rồi. Đó, giờ mình đem đi rửa rồi. Các bạn ơi, bây giờ nó cũng chín nè, mình sẽ bỏ lá me vô bạn và nêm nếm luôn. Đó. Lá me hơi nhiều, lại vậy, chua chua ngon. Giờ thấy lá me không à? Quá trời luôn, cua nè. Chậm nữa coi. Nó bị tắt lửa rồi bạn ơi. Xíu nữa cái số bùng lên cái mình nêm được. Thao đi. Thao mà. Kiếm đồ mình đổ ra bạn ơi. Ôi, làm thao mình tán luôn. Trời nhiều luôn nè, đỡ không? Giờ mình hấp dẫn nè, đỡ không? Quá đã luôn, mông luôn. Mình xử thử cái nào. Ui, con trứng không bạn ơi? Đó, trứng cái mê luôn nè. Ôi, muốn vuốt cái đầm trứng cũng ngon. Cũng ngon. Cực đã luôn. Ngon thật chứ. Đều cái xương nó cứng bạn. Xương nó cứng. Hấp thở với nước à. Nước ngon. Chua chua của lá mè ra với cây cài á. Đã quá. Nè mình thuốc đầm trứng ở trước nè. Đó. Này là mình ăn không bỏ gì hết các bạn. Chỉ bỏ cái phần bao tử nó thôi. Đó. Quên, vô mình lấy miếng nước, đâm miếng muối ớt mình chấm. Quên. Bạn ơi, cái này mình phải có ca nước cái bên, tại vì nó hơi cay. Để mình sắc vô mấy vài miếng ớt đây coi. Sắc vài miếng ớt trong nước mắm nè các bạn. Mình chấm cho nó khe miếng, thấy không?
cho miếng bột ngọt vô được. Bỏ phần miếng bột. Làm lợi nha bạn. Đúng không? Ngon cực kỳ luôn mà. Để cho bạn thấy cái con mình đang ăn rồi bạn. Đó, giờ ra bên kia lại thấy cái con mình đang ăn cũng gì vậy. Ngon cực kỳ luôn bạn. Bữa nay ngon, mọi người nói bữa nay mình nấu ngon hơn bữa hổm à. Bữa hổm ông anh đó làm hơi dở. Không có khèo dầu không gì hết. Mà bữa nấu lá giấm nó không ngon mà cái me. Hôm nay mình cứ bỏ cái bao tử thôi bạn. Đó, bao tử nó xíu nè, bỏ. Còn bao phần này còn lại ủ sạch đúng không bạn. Bỏ bao tử nè. Này bỏ. Bỏ cái thì bỏ cho chó ăn đi. Phần này là tép sạch, gan gan dưới cái đầu nó tép sạch luôn. Đẹp ngon. Cuối dùng trái ớt à. Sướng. Đầu trước nóng 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 quá nóng quá và cái này phải nóng quá. Nhai xương luôn, mình chạy nhai xương luôn. Cái bộ bự có miếng, miếng tẹo nè, đó bộ bự rồi. Còn còn thứ còn lại là mình xử ráo luôn bạn. Thứ lại không có gì cho mất, xử luôn. Đúng là mình rước con người ta, mình thấy mình ớn, nhưng mà sự giờ mình ăn mới ngon. Giả bị đâu á. Người ta món này là Thái Lan ăn nhiều nhất đặc người Thái lắm. Có lẽ video mình kết thúc đây các bạn, mình cũng dài rồi, cái này mình để mình ăn sau. Rồi các bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn.